Sáng ngày 24 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hợp nhất chi cục thuế thành phố Châu Đốc và chi cục thuế huyện Châu Phú thành chi cục thuế khu vực thành phố Châu Đốc Châu Phú, trụ sở tại thành phố Châu Đốc. Hợp nhất chi cục thuế thị xã Tân Châu và chi cục thuế huyện An Phú thành chi cục thuế khu vực Tân Châu An Phú, trụ sở tại thị xã Tân Châu. Hợp nhất chi cục thuế huyện Chợ Mới và chi cục thuế huyện Phú Tân thành chi cục thuế khu vực Chợ Mới Phú Tân, trụ sở tại huyện Chợ Mới. Hợp nhất chi cục thuế huyện Tịnh Biên và chi cục thuế huyện Tri Tôn thành chi cục thuế khu vực Tịnh Biên Tri Tôn, trụ sở tại huyện Tịnh Biên. Theo đó, Cục Thuế tỉnh cũng công bố quyết định điều động bổ nhiệm các ông Trần Trung Quốc, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Châu Phú, giữ chức chi cục trưởng chi cục thuế khu vực thành phố Châu Đốc, Châu Phú. Phan Giang Côi, chi cục trưởng chi cục thuế thị xã Tân Châu, giữ chức chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Tân Châu, An Phú. Nguyễn Đức Dũng, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Chợ Mới, giữ chức chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Chợ Mới Phú Tân. Lê Giang Hùng, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Tịnh Biên, giữ chức chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Tịnh Biên Tri Tôn. Dịp này, tỉnh ủy An Giang cũng đã công bố quyết định chuyển các đảng bộ cơ sở và đảng viên của chi cục thuế trực thuộc huyện thị thành ủy về đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.